quý vị đến với tạp chí ngân hàng trên kênh truyền hình FBNC, và trong chương trình tuần này chúng tôi mời quý vị cùng đón xem những thông tin đáng chú ý sau. Đến giữa tháng 10, bộ chi ngân sách nhà nước khoảng 188.400 tỷ đồng. Vốn hóa thị trường chứng khoán tương đương 40% GDP. Tài sản và vốn tự có của các ngân hàng tăng mạnh. Thưa quý vị, theo số liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2016, tổng tài sản của toàn hệ thống tổ chức tín dụng đạt gần 7,9 triệu tỷ đồng, tức là tăng 7,84% so với cuối năm 2015. Trong đó, nhóm ngân hàng thương mại nhà nước tiếp tục duy trì đà tăng khá tốt khi đạt tổng tài sản đến cuối tháng 8 hơn 3,59 triệu tỷ đồng, tăng 8,84% so với đầu năm. Tuy nhiên, tài sản của khối ngân hàng liên doanh nước ngoài tiếp tục giảm 15.409 tỷ đồng xuống còn 800.439 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tài sản của khối ngân hàng thương mại cổ phần cũng giảm tiếp 1.552 tỷ đồng xuống còn 3.127.903 tỷ đồng. Bên cạnh tổng tài sản, vốn tự có của toàn hệ thống cũng được duy trì đà tăng trưởng trong tháng 8. Theo đó, đến cuối tháng 8, vốn tự có của toàn hệ thống đạt 613.430 tỷ đồng, tăng 35.410 tỷ đồng, tương đương tăng 6,13% so với cuối năm 2015. Tuy nhiên, vốn điều lệ chỉ tăng 2,46%, đạt 471.6 ngàn tỷ đồng. Với quy mô và chất lượng thị trường chứng khoán ngày càng cải thiện, theo thông tin từ Bộ Tài chính, tính đến ngày 19 tháng 10 năm 2016, vốn hóa thị trường chứng khoán đạt 1.687 ngàn tỷ, tức là tăng 24% so với cuối năm 2015 và tương đương với 40% GDP. Theo đó, chỉ số VN Index đã đạt 688,9 điểm, tăng 19% so với cuối năm 2015. Theo đại diện Bộ Tài chính, đây là kết quả tích cực của thị trường chứng khoán. Để thúc đẩy thị trường vốn tiếp tục phát triển và phát triển mạnh, Bộ Tài chính cho biết sẽ thực hiện các giải pháp như tăng cung hàng hóa cho thị trường, cải thiện chất lượng nguồn cung, cụ thể bao gồm các giải pháp như nâng cao chuẩn mực kế toán và báo cáo tài chính, công bố thông tin và quản trị thông tin theo thông lệ quốc tế, đa dạng phương thức chào bán chứng khoán, đổi mới phương thức định giá. Giải pháp tiếp theo là đa dạng hóa các sản phẩm chứng khoán phát triển trên thị trường chứng khoán phái sinh. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hoàn thiện và phát triển thị trường trái phiếu, đa dạng hóa cơ sở nhà đầu tư, chất lượng nhà đầu tư. Tái cấu trúc tổ chức thị trường, hoàn thiện mô hình tổ chức căn cứ theo thông lệ quốc tế, triển khai hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ hiện đại tại Sở Giao dịch Chứng khoán cũng như các trung tâm lưu ký, nhà đầu tư quản lý công ty chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Cùng với đó là giải pháp tăng cường năng lực quản lý giám sát cưỡng chế thực thi. Liên quan đến các công bố về tình hình nợ công, trong phiên làm việc tại Quốc hội vào chiều ngày 1 tháng 11 vừa qua, nhiều đại biểu Quốc hội đã có ý kiến về vấn đề giải quyết nợ công tại Việt Nam. Trong đó, đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân từ Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị chính phủ cần phải có thông điệp hết sức rõ ràng và minh bạch về nợ công thay vì chỉ nêu là vẫn nằm trong mức đảm bảo. Số liệu từ báo cáo chính phủ cho thấy, ước bộ chi ngân sách nhà nước năm 2016 là 254.000 tỷ đồng. Với mức bộ chi này, dư nợ công là 64,98% GDP, gần như sát ngưỡng mức trần là 65% GDP mà Quốc hội đã cho phép. Trong đó, nợ chính phủ ở mức 53,1% GDP, vượt ngưỡng cho phép là 50% GDP. Trong giai đoạn 5 năm từ năm 2011 đến 2015, chi trả nợ đã tăng gấp 1,6 lần so với giai đoạn 5 năm trước đó và chiếm đến hơn 27% tổng thu ngân sách, trong khi mức tối đa mà Quốc hội cho phép chỉ ở mức 25%. Dự kiến tổng chi để trả nợ trong giai đoạn 3 năm tới đây sẽ còn tiếp tục tăng hơn nữa, như đại biểu Quốc hội đã đưa ra một số trường hợp khả năng GDP năm nay không đạt mục tiêu 6,7% như đề ra, sẽ dẫn đến tăng tỷ lệ bộ cho và nợ công so với GDP cao hơn mức đề ra, dẫn đến nguy cơ mất an toàn cho nền tài chính công. Theo đề xuất khác từ đại biểu Phú Thọ cho rằng, trong hoàn cảnh nợ công gia tăng nhanh và áp lực trả nợ lớn, chính phủ cần bổ sung các chỉ tiêu giám sát chi phí vay để có biện pháp ngừng vay hoặc cơ cấu lại đồng tiền vay cho hiệu quả hơn. Thời gian vừa qua, tăng trưởng tín dụng có chuyển biến tích cực về cơ cấu khi mà 80% vốn được đưa vào sản xuất kinh doanh. Đây là thông tin được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cho biết tại phiên họp chính phủ thường kỳ vào tháng 10 năm 2016. Cụ thể, đến ngày 20 tháng 10, tổng phương tiện thanh toán tăng 13,51% so với tháng 12 năm 2015, huy động vốn tăng 13,96%, tín dụng đối với nền kinh tế tăng 11,81% so với cuối năm 2015, mặt bằng lãi suất tiếp tục duy trì ổn định trong biên độ cho phép. Đáng chú ý, từ cuối tháng 9 năm 2016, một số tổ chức tín dụng lớn đã điều chỉnh giảm từ 0,3 đến 0,5% một năm lãi suất huy động. Lãi suất cho vay có xu hướng giảm khoảng 0,5 đến 1% một năm đối với các lĩnh vực ưu tiên sản xuất kinh doanh. Tỷ giá và thị trường ngoại tệ ổn định.
thanh khoản thị trường được đảm bảo, tâm lý gầm giữ ngoại tệ giảm, dự trữ ngoại hối nhà nước tăng, thị trường vàng diễn biến ổn định. Trong những tháng cuối năm, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa nhằm kiểm soát lạm phát, đảm bảo ổn định nền kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế hợp lý, thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhưng không chủ quan với diễn biến của lạm phát. Kính thưa quý vị, theo thông tin từ Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, đến thời điểm này, tín dụng đầu tư vào kinh doanh bất động sản tăng 5,3% so với cuối năm 2015, tức là chiếm 8,5% tổng tín dụng. Hiện nguồn vốn đầu tư bất động sản hiện nay dựa vào hai nguồn chính là từ ngân hàng và vốn huy động từ người dân. Trong đó, vốn đầu tư kinh doanh bất động sản từ ngân hàng chiếm đến hơn 70%. Trong khi đó, tín dụng tiêu dùng tăng 28,7% so với cuối năm 2015, tập trung chủ yếu vào sửa chữa nhà, mua nhà để ở. Tuy nhiên, trong báo cáo của các ngân hàng hiện nay, dòng tín dụng đổ vào bất động sản xây dựng không được phân định rạch ròi nên khó có thể thống kê và đánh giá hết. Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các ngân hàng thương mại kiểm soát chặt tốc độ tăng trưởng tín dụng đối với bất động sản, tránh tập trung tín dụng để giảm thiểu rủi ro. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến cuối tháng 10 năm nay, Việt Nam đã nhận khoảng 17,6 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, giải ngân được 12,7 tỷ, tức là tăng 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, công nghiệp chế biến chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều FDI nhất với 842 dự án đầu tư đăng ký mới và 691 lượt dự án điều chỉnh vốn. Tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 12,84 tỷ đô la Mỹ, chiếm 72,9% tổng vốn đầu tư đăng ký trong 10 tháng. Hàn Quốc là nước dẫn đầu về lượng FDI vào Việt Nam với tổng vốn đầu tư là 5,62 tỷ đô la Mỹ, chiếm 31,9%. Tiếp sau là Nhật Bản với 1,92 tỷ đô la Mỹ, chiếm 10,9% tổng vốn đầu tư đăng ký. Trong 54 tỉnh thành phố nhận FDI, Hải Phòng là địa phương thu hút nhiều vốn nhất với tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 2,73 tỷ đô la Mỹ, chiếm 15,5%. Hà Nội đứng thứ hai với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 2,03 tỷ đô la Mỹ, chiếm 11,5%. Thời gian qua, nhờ môi trường kinh doanh được cải thiện về nhiều mặt như thủ tục thuế được tinh giản, quyền lợi nhà đầu tư được nâng cao, FDI vào Việt Nam tiếp tục tăng trưởng tốt. Theo báo cáo từ World Bank, môi trường kinh doanh tại Việt Nam đã tăng 9 bậc so với năm trước, xếp hạng 82 thế giới. Ngân hàng Nhà nước vừa tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai việc thực hiện đề án nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế. Theo đó, một trong những mục tiêu quan trọng được đề ra đến năm 2020, tỷ lệ mục tiêu dân số trưởng thành của Việt Nam phải đạt 70%. Đề án đánh giá hệ thống ngân hàng hiện nay bên cạnh đạt được sự tăng trưởng vẫn còn các khó khăn cần cải thiện như tỷ lệ thu phí dịch vụ phi tín dụng còn khiêm tốn, gánh nặng cung ứng vốn cho nền kinh tế chưa được san sẻ nhiều cho thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm, mức độ tiếp cận dịch vụ của dân cư và doanh nghiệp chưa đồng đều. Chính vì vậy, đề án đặt mục tiêu gia tăng kênh cung ứng, số lượng và chất lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng, gia tăng về mức độ sử dụng dịch vụ ngân hàng đối với người dân và doanh nghiệp. Các mục tiêu cụ thể đặt ra đến năm 2020 là 70% dân số trưởng thành có tài khoản tại các ngân hàng có ít nhất 20 chi nhánh, phòng giao dịch trên 100.000 dân số trưởng thành, khoảng 30.000 máy ATM, có khoảng 15% số chi nhánh phòng giao dịch của ngân hàng thương mại mở tại địa bàn nông thôn, v.v. Và thưa quý vị, mỗi tuần một con số trong tạp chí Ngân hàng tuần này, chúng tôi muốn đề cập đến con số hơn 188.400 tỷ đồng. Đây là số tiền bội chi ngân sách nhà nước trong 10 tháng của năm 2016. Theo số liệu thống kê, tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm ngày 15 tháng 10 năm 2016 ước tính đạt 736.400 tỷ đồng, bằng 72,59% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa đạt 590.400 tỷ đồng, bằng 75,2%, thu từ dầu thô đạt 30.800 tỷ đồng, bằng 56,6%, thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 111.900 tỷ đồng, bằng 65,1%. Thu ngân sách nhà nước 10 tháng đạt thấp, chủ yếu do ảnh hưởng của giá dầu giảm, đồng thời việc tham gia các hiệp định thương mại tự do FTA làm giảm thu từ hoạt động xuất nhập khẩu. Trong khi đó, tổng chi ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm trên ước tính đạt 924.800 tỷ đồng, bằng 72,63% dự toán năm. Trong đó, lớn nhất là chi thường xuyên phát triển các sự nghiệp kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính. Qua đó, bộ chi ngân sách nhà nước khoảng 188.400 tỷ đồng. Và thưa quý vị, như thường lệ, phần cuối của tin tức trong nước ngày hôm nay sẽ là các thông tin đáng chú ý liên quan đến lĩnh vực ngân hàng. Phân tích diễn biến thị trường tiền tệ thời gian qua, công ty chứng khoán MB cho biết, mặt bằng lãi suất tín dụng gần đây của các ngân hàng có xu hướng thấp để đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng trong những tháng cuối năm. Bên cạnh đó, các ngân hàng thương mại nhà nước đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động Việt Nam đồng các kỳ hạn.
Theo MBS, quan sát lạm phát trong 2 tháng gần đây, đơn vị này nhận thấy lạm phát bắt đầu có dấu hiệu quay trở lại mạnh mẽ và có khả năng sẽ vượt mức mục tiêu là 5% của Ngân hàng Nhà nước. Vì thế, xu hướng hạ lãi suất trong 2 tháng gần đây nhiều khả năng sẽ dừng lại. Tập đoàn ANZ vừa có thông báo về kế hoạch tập trung đẩy mạnh mảng khách hàng doanh nghiệp tại một số nước châu Á với thỏa thuận bán lại một số mảng dịch vụ khách hàng cá nhân. Thông tin phản hồi chính thức từ ANZ đối với hoạt động của ANZ tại Việt Nam xác nhận rằng mảng dịch vụ ngân hàng cá nhân của Việt Nam không nằm trong thương vụ mua bán này nên không có ảnh hưởng hay thay đổi gì đến hoạt động khách hàng cá nhân hay khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng này tại Việt Nam. ANZ cũng cho biết sẽ tiếp tục xem xét không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ cho các khách hàng tại Việt Nam và lợi ích của khách hàng sẽ luôn là trọng tâm trong mọi quyết định mà ANZ đưa ra. Báo cáo mới đây về nhu cầu chi tiêu cho cơ sở hạ tầng các nước Đông Nam Á, ngân hàng HSBC cho biết rằng Việt Nam cần đẩy mạnh cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực hạ tầng để các nhà đầu tư tư nhân có cơ hội tham gia vào các dự án. HSBC khẳng định Việt Nam là quốc gia có tình hình tài chính căng thẳng nhất trong số các nước Đông Nam Á và ngân sách có khả năng bị cắt giảm nếu tình hình tài chính trở nên xấu hơn. Về mức chi tiêu của Việt Nam cho cơ sở hạ tầng, báo cáo của HSBC nêu, chính phủ vẫn duy trì ở mức chi tiêu trên 5% GDP trong 10 năm qua và dự báo từ nay đến năm 2030 vẫn duy trì ở mức này. Hiện tại, trong số những dự án đã hoàn tất thì số dự án hợp tác công tư về hạ tầng là khá nhỏ, chỉ tập trung vào ngành công nghệ thông tin, viễn thông và điện lực. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần 1 của tạp chí ngân hàng tuần này trên kênh truyền hình FBNC. Chúng tôi mời quý vị cùng giữ kênh để đến với phần 2 của chương trình và theo dõi những thông tin đáng chú ý sau. ECB sẽ còn triển khai gói QE cho đến khi lạm phát ổn định. Làm gì khi bị mất thẻ hoặc bị ATM nút thẻ?